cái mối quan hệ kinh tế đó là một các chủ thể kinh tế mà các hoạt động mà thể hiện cái sự quan hệ giữa các chủ thể kinh tế được thể hiện bằng cách các hoạt động mua bán, trao đổi cũng như là trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Tôi lấy ví dụ như là giống như là đi học ở trường thôi, chúng ta bước vào một lớp học và chúng ta thấy có rất nhiều các bạn học sinh đang đứng một cục đó. Đó cũng là phản ánh được cái bản chất của nền kinh tế thị trường, đó là có sự tác động qua lại giữa các chủ thể kinh tế và các mối quan hệ kinh tế với nhau. Và để hiểu cách sâu rộng thì nền kinh tế thị trường đó là các tổ chức, các nền kinh tế xã hội, trong đó các quan hệ kinh tế của các cá nhân, các doanh nghiệp được thể hiện qua, mà trong đó các cá nhân và các doanh nghiệp đó chính là cái chủ thể kinh tế mà tôi vừa đề cập đến sau đó. À, chúng đều thể hiện qua các hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ trên thị trường và thái độ cư xử của từng thành viên. Chủ thể kinh tế là định hướng vào việc tìm kiếm lợi ích của mình, của chính mình, theo sự dẫn dắt của giá cả thị trường, tức là chỉ là theo cái lợi ích của mình thôi chứ không có thế nào mà làm chung hết. Nhằm mục tiêu dân giàu.